chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, ôm trọn lộc trời, nghèo khổ mấy cũng đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Trong xã hội hiện nay, đố kỵ đã trở thành một phần khó tách rời trong bản năng con người. Chúng ta thường gặp phải những người ganh ghét khi họ nhìn thấy ai đó thành công, giỏi giang hay hạnh phúc hơn mình. Câu nói giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt như một lời cảnh tỉnh về sự thực trong xã hội, nơi mà đố kỵ tồn tại ở mọi nơi. Đôi khi, ngay cả khi bạn sống chân thành, đối xử tốt với mọi người, vẫn có thể trở thành mục tiêu của những ánh nhìn ganh tị. Đó là điều không thể tránh khỏi. Có những lúc, chính người thân thiết, bạn bè cũng có thể ghen tị với thành công của bạn, với sự yêu thương, hạnh phúc bạn có trong cuộc sống. Họ có thể tìm mọi cách để làm bạn tổn thương, thậm chí là phá vỡ những điều bạn trân trọng nhất. Tuy nhiên, thay vì để những hành động đó làm bạn gục ngã, hãy trang bị cho mình tâm lý vững vàng. Bạn không thể thay đổi những người ghen ghét ấy, nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn cách đối mặt với họ một cách mạnh mẽ. Những kẻ đố kỵ thực chất đang tự nhận ra sự yếu kém của mình và cố gắng dìm bạn xuống để cảm thấy mình vươn lên. Họ giống như những người mù, không thể nhìn thấy sự thật và chỉ biết tìm cách suy diễn, chê bai mọi thứ. Bạn không cần phải ghét bỏ họ, bởi vì khi họ ghen tị với bạn, đó là sự thừa nhận rằng bạn đã có điều gì đó mà họ không có. Bạn là người nắm giữ vận mệnh của mình, đừng để những kẻ thất bại làm ảnh hưởng đến hành trình của bạn. Hãy mạnh mẽ vươn lên, đứng vững và chứng tỏ rằng bạn xứng đáng với mọi thành công mà bạn đạt được. Vận mệnh và tính cách của người tuổi Tân Hợi 1971. Quý khán giả thân mến, đặc biệt là quý bạn mệnh tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Người tuổi Tân Hợi thường sống độc lập với ý chí kiên định và vững vàng. Một khi đã quyết định điều gì, họ không dễ bị thay đổi quan điểm và kế hoạch. Trong một số trường hợp, họ thành công nhờ vào sự quyết đoán và tự tin, nhưng cũng có lúc bị xem là bảo thủ và cố chấp. Khi gặp khó khăn, người tuổi Tân Hợi sẽ tự mình đối mặt và giải quyết vấn đề, chỉ tìm đến sự giúp đỡ của người thân khi tình hình vượt quá khả năng của họ. Theo quan niệm tử vi phương Đông, tháng sinh cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Dưới đây là phần luận giải chi tiết về vận mệnh của người tuổi Tân Hợi theo từng tháng sinh. Người sinh tháng Giêng, Tết Nguyên Đán. Người sinh tháng này thường rất thông minh, hiền đức và được tôn trọng. Họ có khả năng lãnh đạo và thành công trong sự nghiệp. Tính cách của họ mạnh mẽ nhưng cũng rất phóng khoáng, hòa đồng, dễ dàng kết bạn và tạo dựng các mối quan hệ xã giao. Những người này có thể dễ dàng thăng tiến nhờ vào tài năng và sự nỗ lực của bản thân. Người sinh tháng 2, Kinh Trập. Người sinh tháng này có tài thiên phú, thông minh và đức độ, được trời ban phúc lộc. Họ luôn gặp may mắn và không thiếu tiền bạc, nhưng lại rất thanh nhã, không quá coi trọng vật chất. Họ thường giúp đỡ người khác khi cần, sống lạc quan và yêu đời. Cuộc sống của họ khá sung túc và thuận lợi. Người sinh tháng 3, Thanh Minh. Người sinh tháng này có sức khỏe rất tốt và tính cách thẳng thắn, cương trực. Tuy nhiên, đôi khi chính sự thẳng thắn này lại khiến họ gây thù chuốc oán. Họ là những người tự lập, luôn phấn đấu để đạt được những gì mình muốn. Tuy không được nhờ lộc tổ tiên, nhưng nhờ vào tài năng và nỗ lực, họ có thể tạo dựng được cuộc sống an nhàn, phú quý sau này. Người sinh tháng 4, Lập Hạ. Người sinh tháng này thông minh và nhạy bén, dễ đạt được thành công nhờ vào tài năng và sự quyết đoán. Dù vậy, họ cũng gặp không ít thử thách trong cuộc sống. Bằng khả năng tư duy mẫn tiệp và sự bình tĩnh, họ vượt qua khó khăn và có thể gặt hái được thành công. Người sinh tháng 5, Mang Trùng. Người sinh tháng này có tính cách hiền hòa và nhiều tài năng, nhưng đôi khi thiếu quyết đoán, làm cho họ khó đạt được những thành công lớn. Họ có cuộc sống khá vất vả vào những năm đầu đời, nhưng sau đó, với sự nỗ lực và phấn đấu, cuộc sống của họ sẽ dần ổn định và an nhàn hơn. Người sinh tháng 6, Tiểu Thử. Người sinh tháng này có kiến thức rộng, nhưng lại thiếu nghị lực và quyết đoán, khiến cho họ dễ dàng bỏ qua những cơ hội quan trọng. Nếu không thay đổi suy nghĩ và nỗ lực hơn, họ có thể sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống. Người sinh tháng 7, Lập Thu. Cuộc sống của người sinh tháng này khá sung túc, nhưng họ thường sống khép kín và ít quan tâm đến người khác. Dù vậy, nhờ vào vận mệnh tốt, họ vẫn có thể đạt được thành công trong cuộc sống.
Họ cần nhớ rằng trước khi làm những chuyện lớn, cần bàn bạc kỹ lưỡng với người thân để tránh những sai lầm không đáng có. Người sinh tháng 8, Bạch Lộ. Người sinh tháng này có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo và dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ cũng phải trải qua không ít thử thách và khó khăn trước khi có được cuộc sống an nhàn và giàu sang. Từ khi còn nhỏ, họ đã học được cách tự lập và làm mọi thứ bằng sức lực của chính mình. Người sinh tháng 9, Hàn Lộ. Người sinh tháng này được trời ban cho phúc lộc dồi dào, có nhân duyên tốt và nhiều bạn bè. Họ có cuộc sống tự do, thoải mái và luôn gặp may mắn. Bằng sự kiên trì và nhẫn nại, họ sẽ đạt được vinh hoa phú quý trong tương lai. Người sinh tháng 10, Lập Đông. Người sinh tháng này có tính cách khoan dung, dễ dàng được yêu quý và kính trọng. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc và viên mãn, nhưng họ thường phải nỗ lực rất nhiều để có được sự giúp đỡ của người thân. Dù vậy, họ vẫn luôn sống theo ý mình và đạt được những thành tựu lớn. Người sinh tháng 11, Đại Tuyết. Người sinh tháng này có tính cách bốc đồng và dễ nóng giận, nhưng lại rất tự trọng và luôn hướng tới danh lợi. Cuộc sống của họ khá dễ dàng, thường làm gì cũng thành công. Tuy nhiên, họ vẫn cần nỗ lực và kiên trì để đạt được những mục tiêu lớn trong đời. Người sinh tháng 12, Tiểu Hàn. Người sinh tháng này có số mệnh phúc lộc dồi dào, nhưng cuộc sống cũng trải qua không ít khó khăn và thử thách. Họ có thể gặp phải nhiều biến cố trong đời, nhưng nhờ vào nghị lực và sự kiên trì, họ có thể vượt qua và đạt được sự giàu sang phú quý. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, vận trình cuộc sống của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ có những biến động đáng chú ý. Đây là thời điểm khi cơ hội và nguy cơ đều hiện hữu, vì vậy cần phải thận trọng và biết cách giữ vững phong độ để đạt được thành công. Về sự nghiệp, dưới ảnh hưởng của cuộc diện tam hội, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của quý nhân. Nhờ vào khả năng thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người có quyền lực, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, trong công việc cũng không thiếu thử thách, cạnh tranh. Bạn cần phải giữ vững sự kiên định, tránh để những đối thủ cạnh tranh có thể làm bạn phân tâm, cản trở mục tiêu. Trong phương diện tài lộc, người tuổi Tân Hợi sẽ có bước tiến khả quan. Việc mở rộng các mối quan hệ xã giao giúp bạn tạo dựng được cơ hội hợp tác thuận lợi, gia tăng cơ hội buôn bán, đầu tư. Tuy nhiên, cũng có những đối thủ xung quanh sẵn sàng tìm cách chèn ép, giành giật cơ hội. Vì vậy, bạn cần phải khéo léo và thông minh trong các quyết định tài chính của mình. Về tình cảm, thời điểm này có sự chiếu mệnh của Thái Dương và Thiên Diêu, mang lại cho bạn sự quan tâm, chú ý từ nhiều đối tượng. Đặc biệt, với những người độc thân, đây là cơ hội để mở rộng mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình, cần giữ sự thận trọng, tránh để những tình huống không đáng có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe, người tuổi Tân Hợi trong giai đoạn này sẽ có sức khỏe khá ổn định, không gặp phải vấn đề lớn. Bạn có đủ năng lượng và tinh thần để tập trung vào công việc, đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đừng quên duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Tổng thể, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Tân Hợi sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng không thiếu thử thách. Quan trọng là bạn cần phải thận trọng, khéo léo trong mọi quyết định và hành động để có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công như mong muốn. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Thời điểm này, công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi đang đứng giữa giao điểm của cơ hội và thách thức. Trong một thế giới đầy rẫy biến động, người sinh năm 1971 có thể sẽ cảm nhận rõ ràng những bước tiến triển chậm nhưng vững chắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chính sự thành công này cũng có thể ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng. Dù bạn có đạt được những thành quả nhất định, nếu không tỉnh táo và cẩn trọng, bạn rất dễ vấp phải những rắc rối không đáng có thể khiến mọi công sức bạn bỏ ra bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Bằng ảnh hưởng tích cực từ tam hội, người tuổi Tân Hợi sẽ có được sự sáng suốt và khả năng phán đoán nhanh nhạy,
nhất là trong những tình huống cần ra quyết định nhanh. Điều này tạo cơ hội cho bạn thể hiện năng lực vượt trội, gây ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên hoặc quý nhân. Những cơ hội mới sẽ tự động mở ra và bạn có đủ khả năng để nắm bắt và phát triển chúng, dù đôi khi phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách. Những bước đi quyết đoán vào đúng thời điểm có thể mang lại thành quả đáng ngưỡng mộ, giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, thành công không phải lúc nào cũng đi đôi với sự bình yên. Những người không thiện chí xung quanh bạn có thể tìm cách ganh ghét, chơi xấu hoặc thậm chí cố gắng chiếm đoạt công lao của bạn. Chính vì vậy, việc lựa chọn bạn đồng hành và nhìn người một cách thận trọng là vô cùng quan trọng. Bản mệnh cần phải giữ vững lập trường, không để lòng tham hay sự nổi bật che mờ lý trí. Nếu không, những kẻ tiểu nhân sẽ tìm ra cơ hội để tạo ra những bất lợi trong công việc của bạn. Hơn nữa, trong thời gian này, người tuổi Tân Hợi không nên quá kiêu ngạo hay thể hiện sự tự mãn, bởi đôi khi sự kiêu hãnh có thể tạo ra kẻ thù từ những người bạn không ngờ tới. Hãy luôn duy trì thái độ khiêm nhường, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác. Bằng cách này, bạn không chỉ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp mà còn giữ được sự ổn định trong sự nghiệp. Phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện tài lộc, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Tân Hợi sẽ cảm nhận rõ rệt sự khởi sắc trong tài chính. Đây là một thời kỳ mà bạn có thể tận dụng năng lực và những mối quan hệ để tạo ra nguồn thu nhập ổn định và thậm chí là dư dả. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên đánh giá cao về năng lực và sự cống hiến, nhờ đó nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng. Bạn có thể tự thưởng cho mình những món quà nhỏ như một sự động viên cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đó sẽ là những dấu hiệu đầu tiên của sự thành công, là phần thưởng cho công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Còn đối với những người làm kinh tế hoặc kinh doanh, đây là một thời điểm thuận lợi để mở rộng mối quan hệ, xây dựng những hợp đồng hợp tác mới và giữ vững chữ tín trên thị trường. Những dự án bạn đang theo đuổi sẽ tiến triển suôn sẻ, có thể mang lại lợi nhuận lớn. Bạn sẽ thấy tài lộc đổ về đều đặn, khiến tinh thần thêm phấn khởi và tự tin hơn bao giờ hết. Đây là thời kỳ mà bạn có thể cảm nhận rõ rệt sự thịnh vượng từ những nỗ lực của mình và là thời điểm để phát triển mạnh mẽ, củng cố nền tảng tài chính vững chắc. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc nhở rằng trong lúc tài chính thịnh vượng, vẫn có những đối thủ cạnh tranh không ngừng tìm cách hạ bệ hoặc chiếm đoạt thành quả của bạn. Những kẻ này có thể không ngừng tìm cách phá hoại hoặc tạo ra những tình huống bất lợi trong công việc nếu bạn không cẩn trọng. Vì vậy, trong thời gian này, bạn cần giữ tinh thần tỉnh táo và thận trọng với mọi quyết định liên quan đến tài chính. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn kiểm soát được mọi việc trong tay và đừng bao giờ lơ là trước những sự việc có thể gây ảnh hưởng xấu đến công việc của mình. Nếu có kế hoạch đầu tư, bạn nên chọn những dự án có tính an toàn cao thay vì mạo hiểm quá lớn. Tốt nhất là nên cân nhắc kỹ càng trước khi ra quyết định, tránh để mất đi những gì mình đã có. Tình hình tài chính ổn định là một bước đệm tốt để bạn vươn tới thành công, nhưng bạn cần phải giữ vững sự bình tĩnh, tránh để lòng tham chi phối. Hãy nhớ rằng tài lộc không chỉ đến từ may mắn mà còn từ sự tính toán, cẩn trọng và quyết đoán trong từng bước đi. Phương diện tình duyên. Trong khoảng thời gian này, tình duyên của người tuổi Tân Hợi có thể coi là một chuyến hành trình đầy thử thách, nhưng cũng không thiếu cơ hội. Nhờ sự chiếu mệnh của sao Thái Dương, bạn sẽ nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy, cơ hội để mở rộng các mối quan hệ của bạn là rất lớn, từ đó cũng dễ dàng tìm được người phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, đừng để sự cuốn hút này làm bạn vội vàng trong quyết định. Dù trong công việc hay tình cảm, sự vội vã có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có. Hãy dành thời gian để hiểu thật kỹ về người khác, thậm chí không cần phải vội vàng bước vào một mối quan hệ nào nếu chưa cảm thấy chắc chắn. Với những ai đã có gia đình, đây là lúc bạn cần đặc biệt chú ý đến việc gìn giữ những giá trị tinh thần của mái ấm. Cảm giác lạc lối trong những mối quan hệ mập mờ chỉ có thể làm tổn thương bạn và những người thân yêu. Tình yêu và sự tin tưởng của gia đình là điều quan trọng nhất. Đừng để sự say mê hay sự cám dỗ bên ngoài làm mờ mắt. Việc bảo vệ những gì bạn đang có, tôn trọng tình cảm và sự gắn bó với gia đình là cách để bạn không chỉ giữ được hạnh phúc cho chính mình mà còn tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt mọi người xung quanh. Phương diện sức khỏe. Về sức khỏe,
Người tuổi Tân Hợi có thể yên tâm vì tình hình sức khỏe của bạn trong khoảng thời gian này khá ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Bạn cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh, đầy năng lượng và đủ sức lực để thực hiện các mục tiêu trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, không vì thế mà bạn có thể chủ quan. Đây là lúc bạn cần chú ý đến việc duy trì một lối sống lành mạnh, với thói quen sinh hoạt điều độ và thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao để giữ cho cơ thể dẻo dai. Chế độ ăn uống cũng cần được quan tâm, hạn chế các món ăn quá nóng, nhiều dầu mỡ hay các thức uống có cồn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nếu bạn có kế hoạch tham gia các buổi tiệc tùng hay gặp gỡ bạn bè, hãy chú ý giữ gìn mức độ tiêu thụ thực phẩm và thức uống. Những bữa ăn quá nhiều dầu mỡ, rượu bia hay đồ ăn cay nóng có thể làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bạn, lâu dài sẽ gây ra các vấn đề sức khỏe không mong muốn. Thay vào đó, hãy chọn những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và uống đủ nước để cơ thể luôn trong trạng thái tỉnh táo, khỏe mạnh. Đừng quên chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhất, bởi chỉ khi có sức khỏe tốt, bạn mới có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui và sự thành công trong cuộc sống. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được chia làm hai giai đoạn như sau. Tử vi từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch 2024. Thời gian từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch 2024 mang đến cho tuổi Tân Hợi một cơ hội lớn để khẳng định vị thế và năng lực của mình. Dưới sự chiếu mệnh của các cát tinh như chính ấn và chính quan, bạn sẽ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Đây là lúc bạn thể hiện rõ ràng tài năng và khả năng giải quyết vấn đề một cách hợp lý, thuyết phục mọi người xung quanh. Những quyết định mà bạn đưa ra trong công việc đều được đánh giá cao, giúp bạn dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, dù thành công đang ở trong tầm tay, bạn cần đặc biệt chú ý đến sự kiên nhẫn và khiêm tốn. Đừng để những thành tựu của bản thân khiến bạn trở nên kiêu ngạo hay tự mãn. Thành công là kết quả của sự nỗ lực và cống hiến, nhưng nếu để sự kiêu hãnh chi phối, bạn rất dễ vấp phải rắc rối không đáng có. Hãy giữ vững sự bình tĩnh, khiêm nhường và luôn ghi nhớ rằng con đường thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng. Về phương diện tài chính, cuối thời gian này sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Chính tài cho thấy bạn sẽ được đền đáp xứng đáng cho những cố gắng và công sức đã bỏ ra. Một khoản thưởng hoặc một khoản lợi nhuận bất ngờ có thể đến với bạn, mang lại sự ổn định về tài chính. Ngoài ra, thiên tài sẽ mở ra cơ hội giúp bạn phát tài nhanh chóng, có thể là nhờ vào sự hỗ trợ của người thân hoặc những người bạn đáng tin cậy. Điều này mang lại cho bạn niềm vui và sự khích lệ to lớn, giúp bạn tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, những người đã lập gia đình cần chú ý. Thời gian này, bạn có thể dành quá nhiều sự tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc chăm sóc mối quan hệ vợ chồng. Đôi khi, sự lạnh nhạt và thiếu quan tâm có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người. Hãy dành thời gian để trò chuyện nhiều hơn, thấu hiểu tâm tư của đối phương, vì sự thấu hiểu và chia sẻ là yếu tố quan trọng giúp mối quan hệ bền chặt. Đối với người độc thân, những ngày này mang đến những tín hiệu tích cực. Bách diệt tinh chủ đạo cho thấy bạn sẽ nhận được tin vui về tình cảm vào cuối tuần. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở lòng mình và đón nhận tình cảm từ người khác. Biết đâu, người ấy chính là một nửa hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tử vi từ ngày mùng 9 đến mùng 12 tháng 11 âm lịch 2024. Sang đến giai đoạn từ mùng 9 đến mùng 12 tháng 11, vận mệnh của tuổi Tân Hợi có một chút thay đổi. Mặc dù công việc kinh doanh vẫn tiếp tục phát triển thuận lợi và mang lại những kết quả đáng mừng, nhưng sự nghiệp chính của bạn lại đối diện với một số khó khăn. Dưới sự ảnh hưởng của thương quan và kiếp tài, bạn có thể gặp phải mâu thuẫn trong công việc, đặc biệt là với cấp trên và đồng nghiệp. Những xung đột này có thể đến từ việc bạn quá thẳng thắn hoặc không biết cách kiềm chế cảm xúc trong lúc làm việc. Đây là thời điểm mà bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến cách cư xử của mình. Đừng để những vấn đề nhỏ trở thành lớn, làm ảnh hưởng đến bầu không khí làm việc chung. Trong công việc kinh doanh, bạn sẽ thấy rõ sự tiến bộ và lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng và sẽ gặt hái được thành quả từ những nỗ lực của mình. Người làm công việc tay trái cũng sẽ nhận được những khoản thu nhập xứng đáng, tạo động lực lớn để bạn tiếp tục cố gắng và phát triển. Tuy nhiên, tuổi Tân Hợi cũng cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân. Dưới tác động của hung tinh Thiên Cầu,
có thể có người ganh ghét hoặc không hài lòng với thành công mà bạn đạt được. Họ có thể tìm cách hãm hại hoặc phá hoại những thành quả của bạn. Vì vậy, bạn cần giữ vững thái độ khiêm tốn, đừng để sự khoe khoang hay tự mãn làm mất đi những cơ hội quý giá. Cẩn thận trong từng lời nói và hành động sẽ giúp bạn bảo vệ được những gì mình đã xây dựng. Về tình cảm, tình hình không được sáng sủa lắm trong giai đoạn này. Mối quan hệ vợ chồng có thể rơi vào bế tắc do những tranh cãi không đáng có. Cả hai bên đều quá cứng đầu và kiêu ngạo, không ai chịu nhún nhường hay lắng nghe đối phương. Điều này tạo ra sự căng thẳng và khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Trong tình huống này, bạn cần có sự nhẫn nại và hiểu biết hơn, chủ động làm lành và thay đổi cách cư xử để tình cảm được cải thiện. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 11 âm lịch 2024. Trong những ngày tiếp theo của tháng 11 âm lịch này, sự nghiệp của bạn sẽ gặp cả cơ hội và thử thách. Tài lộc sẽ có những bước tiến khả quan, hợp tác làm ăn thuận lợi và mang lại lợi nhuận lớn. Quý nhân sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt tháng này, đặc biệt là người tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tuy nhiên, bạn cần phải cảnh giác với những tiểu nhân, đặc biệt là người tuổi Sửu và tuổi Mão, những người có thể mang đến những tác động tiêu cực. Để có một tháng may mắn, bạn hãy chú ý đến những yếu tố nhỏ như màu sắc và con số may mắn. Màu nâu và màu trắng sẽ mang lại sự bình an, thịnh vượng. Còn con số may mắn của bạn trong tháng này là 71, 44 và 58. Hãy giữ vững tâm lý ổn định, thận trọng và luôn nỗ lực để đón nhận những cơ hội và thành công trong tương lai. Tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Tân Hợi sinh 1971. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024. Ngày này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của tuổi Tân Hợi, khi cuối cùng bạn cũng vượt qua được những khó khăn thử thách của cuộc đời. Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ và phấn đấu không ngừng, vận may của bạn sẽ bắt đầu khởi sắc. Các sao tốt chiếu mệnh mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp, giúp bạn dễ dàng đạt được những bước đột phá. Tuy nhiên, để đạt được thành công lớn hơn, bạn cần phải duy trì sự siêng năng, kiên trì và không ngừng trau dồi năng lực của bản thân. Đây chính là giai đoạn mà bạn cần phải mở rộng tầm nhìn, đón nhận những thử thách mới, tạo dựng mối quan hệ hợp tác tốt với những người xung quanh. Việc phát triển mạng lưới quan hệ không chỉ giúp bạn dễ dàng tiếp cận cơ hội, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài. Đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, cơ hội kiếm tiền sẽ đến, nhưng chỉ khi bạn nỗ lực không ngừng nghỉ và không dựa dẫm vào người khác. Chính sự tự lực, tự cường sẽ mang lại cho bạn thành công và tài lộc. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024. Trong ngày này, vận may sẽ tiếp tục đồng hành với bạn trên con đường sự nghiệp. Bạn sẽ được các ngôi sao tốt lành phù hộ, giúp cho công việc ngày càng thuận lợi và suôn sẻ. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn mở rộng quy mô công việc, kinh doanh và không ngừng nâng cao phẩm chất bản thân. Để đáp ứng những cơ hội và thách thức trong tương lai, bạn cần phải không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa các cá nhân, đặc biệt là trong công việc và hợp tác, sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo ra những cơ hội và điều kiện để phát triển nghề nghiệp là điều bạn cần phải chú ý. Dù vậy, sự thận trọng và tâm lý ổn định sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có. Tài lộc sẽ đến với bạn trong ngày này, giúp bạn dễ dàng đạt được những thành quả mà bạn xứng đáng nhận được từ những nỗ lực trước đó. Cơ hội tài chính mở ra, hãy tận dụng và mở rộng quy mô đầu tư của mình. Ngày 19 tháng 11 âm lịch 2024. Vào ngày này, vận may của tuổi Tân Hợi sẽ càng được cải thiện rõ rệt. Các ngôi sao chiếu mệnh sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội mới trong công việc và tài chính. Sự nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Để đạt được những thành công lớn hơn, bạn cần tiếp tục duy trì sự chăm chỉ, siêng năng và nâng cao hiệu suất công việc. Đây chính là thời điểm bạn cần phải mở rộng mối quan hệ, giao tiếp và hợp tác nhiều hơn với những người xung quanh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và nghề nghiệp. Đừng quên trau dồi kỹ năng và phẩm chất bản thân để có thể đáp ứng mọi thử thách mà cuộc sống mang lại. Tài chính của bạn trong ngày này sẽ rất thuận lợi, nhưng đừng quên rằng chỉ khi bạn làm việc với tất cả tâm huyết và sự tận tụy, bạn mới có thể đạt được những kết quả tốt nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp. Ngày 30 tháng 11 âm lịch 2024.
ngày cuối cùng trong tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mang đến một cột mốc quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Tân Hợi. Vận may sẽ cải thiện đáng kể và sự nghiệp của bạn sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ, bạn sẽ được công nhận và thăng tiến trong công việc. Đây là thời điểm để bạn khẳng định vị thế của mình và nhận được những cơ hội thăng tiến lớn. Tài chính cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính. Sau một thời gian dài chuẩn bị và nỗ lực, giờ là lúc để bạn thu hoạch những thành quả từ những hạt giống bạn đã gieo trồng trước đó. Bạn không nên bỏ lỡ cơ hội này, bởi những thành công lớn đang chờ đón bạn ở phía trước. Đây chính là bước ngoặt để bạn bước lên một tầm cao mới trong cuộc sống, gặt hái được nhiều tài lộc, thành công và hạnh phúc. Hợp tác kinh doanh với người tuổi Tân Hợi 1971, tìm kiếm sự thành công cùng các con giáp khác. Trong cuộc sống và công việc, mỗi người luôn mong muốn có một đối tác phù hợp để phát triển sự nghiệp, gia tăng tài lộc và may mắn. Với người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, việc chọn lựa đối tác làm ăn không chỉ là một quyết định quan trọng mà còn là yếu tố then chốt giúp tăng vận khí, thu hút tài lộc và mang lại sự thịnh vượng cho công việc kinh doanh. Vậy tuổi Tân Hợi nên hợp tác với những con giáp nào để tạo ra một mối quan hệ làm ăn bền vững và đầy thành công? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 1. Tuổi Tân Hợi và tuổi Tý, sự kết hợp cần sự điều chỉnh. Tuổi Tý được biết đến là con giáp nhanh nhạy và có khả năng kiếm tiền xuất sắc. Họ rất biết cách tận dụng cơ hội để làm giàu. Trong khi đó, người tuổi Tân Hợi có xu hướng lãng mạn hơn và yêu thích sự ổn định. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người có thể gặp một số thử thách khi tuổi Tý cảm thấy Tân Hợi có phần lười biếng hơn so với kỳ vọng của mình. Tuy nhiên, nếu cả hai cùng thấu hiểu và điều chỉnh, sự kết hợp này sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp. Tý sẽ giúp thúc đẩy Tân Hợi phát triển các kế hoạch kinh doanh, còn Tân Hợi sẽ cung cấp sự kiên trì và bền bỉ trong công việc. 2. Tuổi Tân Hợi và tuổi Sửu, thành công từ sự chăm chỉ và lý tưởng chung. Khi hợp tác làm ăn, tuổi Tân Hợi và tuổi Sửu có thể tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời. Người tuổi Tân Hợi rất chăm chỉ và luôn nỗ lực vì lý tưởng của mình. Đây là điểm mà tuổi Sửu đánh giá rất cao. Sửu cũng là người rất kiên định và trung thực, điều này giúp Tân Hợi cảm thấy yên tâm khi hợp tác. Sự kết hợp này thường xuyên mang lại thành công lớn trong công việc, nhưng cũng có thể xảy ra một số mâu thuẫn nếu cả hai đều quá cứng đầu và không chịu nhượng bộ. 3. Tuổi Tân Hợi và tuổi Dần, sự kết hợp vững mạnh nếu đi chung một con đường. Tuổi Dần có khả năng sáng tạo và rất mạnh mẽ trong công việc, trong khi tuổi Tân Hợi lại chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình. Mối quan hệ hợp tác giữa Tân Hợi và Dần sẽ thành công nếu cả hai cùng chung một mục tiêu và đi trên cùng một con đường. Tân Hợi sẽ đóng vai trò làm hậu phương vững chắc, giúp Dần phát huy tối đa khả năng sáng tạo và dẫn dắt công ty đi đến thành công. 4. Tuổi Tân Hợi và tuổi Mão, tin tưởng nhau để phát triển. Mối quan hệ hợp tác giữa Tân Hợi và Mão khá lý tưởng khi Tân Hợi đảm nhận vai trò tài chính và hỗ trợ Mão trong công việc. Người tuổi Mão rất sáng tạo và có những ý tưởng mới mẻ, trong khi Tân Hợi sẽ là người đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng kế hoạch. Sự hợp tác này có thể xây dựng một đế chế vững mạnh nếu cả hai biết tin tưởng và phối hợp ăn ý. 5. Tuổi Tân Hợi và tuổi Thìn, đổi mới và phát triển bền vững. Tuổi Thìn luôn tràn đầy năng lượng và ý tưởng sáng tạo. Khi kết hợp với Tân Hợi, người tuổi Tân Hợi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch và duy trì ổn định trong công việc. Tân Hợi rất thích làm việc trong môi trường ổn định và chắc chắn. Điều này sẽ giúp tuổi Thìn thực hiện những ý tưởng táo bạo của mình một cách hiệu quả. Cả hai có thể cùng nhau xây dựng một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững. 6. Tuổi Tân Hợi và tuổi Tỵ, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hậu phương và tiền tuyến. Khi hợp tác với tuổi Tỵ, người tuổi Tân Hợi sẽ đóng vai trò làm hậu phương vững chắc. Tuổi Tỵ thông minh và nhanh nhạy, luôn là người dẫn dắt công việc. Trong khi đó, Tân Hợi rất giỏi trong việc tổ chức và thực hiện các kế hoạch. Mối quan hệ hợp tác này rất bổ trợ lẫn nhau khi mỗi người đều phát huy tối đa thế mạnh của mình. Cả hai có thể tạo dựng một công việc kinh doanh thành công, bền vững. 7. Tuổi Tân Hợi và tuổi Ngọ, kết hợp hài hòa giữa sự chỉ đạo và tỉ mỉ. Trong công việc kinh doanh, tuổi Ngọ có khả năng chỉ đạo và quản lý rất tốt. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định và phát triển, tuổi Ngọ cần sự tỉ mỉ và cẩn thận của Tân Hợi.
Mối quan hệ này sẽ thành công khi mỗi người đều biết giữ đúng vai trò của mình. Tân Hợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong việc thực hiện các kế hoạch chi tiết, trong khi Ngọ sẽ là người lãnh đạo và định hướng cho công ty. 8. Tuổi Tân Hợi và tuổi Mùi phát triển nhờ sự hợp tác tinh tế. Khi làm ăn cùng nhau, Tân Hợi và Mùi có thể xây dựng một công ty có uy tín và danh tiếng. Mùi rất tinh tế và nhạy bén trong công việc, trong khi Tân Hợi lại chăm chỉ và tỉ mỉ. Tuy nhiên, người tuổi Mùi thường không thực tế lắm trong các quyết định tài chính, vì vậy vai trò của Tân Hợi trong việc quản lý tài chính là rất quan trọng. Nếu hai bên biết tận dụng thế mạnh của nhau, họ sẽ gặt hái được thành công lớn. 9. Tuổi Tân Hợi và tuổi Thân, sự kết hợp ổn định và phát triển. Tuổi Thân rất giỏi trong việc lãnh đạo và giao tiếp với đối tác. Họ có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ vững mạnh với khách hàng. Tân Hợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong việc thực hiện các kế hoạch và giúp tránh những rủi ro không đáng có. Cả hai có thể xây dựng một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng nếu phối hợp tốt với nhau. 10. Tuổi Tân Hợi và tuổi Dậu, tận dụng điểm mạnh để thành công. Sự kết hợp giữa Tân Hợi và Dậu rất lý tưởng trong công việc. Tuổi Dậu sẽ phụ trách các nhiệm vụ tài chính và quản lý, trong khi Tân Hợi sẽ đảm nhận các công việc liên quan đến khách hàng và thực hiện các kế hoạch chi tiết. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, và khi cùng nhau hợp tác, họ có thể tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, giúp công ty phát triển mạnh mẽ. 11. Tuổi Tân Hợi và tuổi Tuất, sự hợp tác ổn định và bền vững. Tuổi Tuất rất năng động và có khả năng giao tiếp tốt. Họ sẽ đóng vai trò là người dẫn dắt trong công việc, trong khi Tân Hợi sẽ là người thực hiện các kế hoạch chi tiết và đảm bảo tiến độ. Sự kết hợp giữa Tân Hợi và Tuất rất ổn định, vì cả hai đều thích sự ổn định và có tính trung thực cao. Điều này sẽ giúp công ty phát triển bền vững trong thời gian dài. 12. Tuổi Tân Hợi và tuổi Hợi, tìm kiếm sự đồng thuận để thành công. Khi hợp tác với tuổi Hợi, Tân Hợi và Hợi sẽ cần phải chọn lựa lĩnh vực công việc phù hợp với sở thích và khả năng của cả hai. Nếu không, công việc có thể gặp nhiều khó khăn và vất vả. Tuy nhiên, nếu tìm được lĩnh vực chung phù hợp, cả hai có thể làm việc hết mình và đạt được những thành công lớn. Tóm lại, tuổi Tân Hợi là người chăm chỉ, kiên định và có khả năng quản lý tài chính rất tốt. Khi hợp tác với những con giáp phù hợp, họ có thể xây dựng một sự nghiệp vững mạnh và thịnh vượng. Điều quan trọng là cả hai bên cần phải hiểu và tôn trọng điểm mạnh của nhau, từ đó tạo dựng một môi trường làm việc hòa hợp, ổn định và phát triển bền vững. Nhân sinh cảm ngộ và giáo dục giác ngộ. Cuộc sống ai cũng mong muốn có được sự giàu sang, phú quý và sống lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, nếu không biết cách sống đúng mực, hành động sai trái sẽ dẫn đến nghèo khó và tuổi thọ suy giảm. Đức Phật đã dạy rằng, để có cuộc sống viên mãn, chúng ta cần tránh những hành vi tiêu cực. 1. Tránh sát sinh. Sát sinh là hành vi mà Phật giáo đặc biệt cấm kỵ. Nếu chúng ta không tôn trọng sự sống của các loài vật, từ con kiến, con chim đến những loài côn trùng, sẽ mang đến sự giảm phước lành và làm ngắn lại tuổi thọ. Những người thường xuyên gây hại đến sinh vật sẽ gặp phải nhiều bất lợi trong cuộc sống, tuổi thọ ngắn, công việc không thuận lợi, bệnh tật, nghèo khó và xung đột. Phật giáo khuyến khích tinh thần từ bi và bình đẳng đối với tất cả các loài sinh vật. Nếu mỗi người đều có thể sống với lòng từ bi, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, mọi sinh vật sẽ sống trong hòa bình và hòa thuận. 2. Kiềm chế cơn giận. Giận dữ và mắng mỏ không chỉ làm hại người khác mà còn phá hoại chính bản thân mình. Kinh Phật dạy rằng, giận dữ là một căn bệnh nguy hiểm hơn mọi bệnh tật. Cơn giận có thể thiêu hủy những công đức tích lũy của một người, thậm chí có thể tiêu tan hết phước báo. Khi nổi giận, chúng ta sẽ không còn đủ sức kiềm chế bản thân và thường xuyên làm hại đến mối quan hệ với những người thân yêu như cha mẹ và thầy cô. Giận dữ khiến cuộc sống trở nên khó khăn, công việc không suôn sẻ, gia đình không hạnh phúc. Ngược lại, những người biết kiềm chế cơn giận và sống bình tĩnh sẽ luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống. 3. Tôn trọng cha mẹ và người lớn tuổi. Việc làm trái ý bậc trên, cãi lời cha mẹ sẽ gây tổn hại đến tài vận và cuộc sống của bản thân. Nếu công việc không suôn sẻ hoặc chuyện tình cảm gặp khó khăn, bạn nên xem lại cách đối xử với cha mẹ và người lớn. Chỉ khi bạn biết kính trọng và làm hài lòng cha mẹ, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi, gia đình êm ấm, công việc thành công và hôn nhân viên mãn.
Hiếu thảo với cha mẹ không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là cách tích lũy phước báo. Người biết chăm sóc, kính trọng cha mẹ sẽ được đền đáp bằng tài lộc và thịnh vượng. Ngược lại, người không biết hiếu thảo sẽ gặp phải khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống. 4. Đừng đổ lỗi cho người khác. Phật giáo dạy rằng, đổ lỗi cho người khác khi gặp khó khăn không chỉ làm tổn hại phước lành của bản thân mà còn khiến người đó trở nên nghèo khổ. Thay vì trách móc người khác, chúng ta nên tự nhận lỗi và tìm cách khắc phục. Khi không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, chúng ta sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vũ trụ và con cháu sẽ sống cuộc đời thịnh vượng. Lời nói xấu, ganh tị hay mỉa mai sẽ chỉ gây ra sự đố kỵ và mất đi phước báo. Đó là hành động không thể dung thứ, bởi chúng không chỉ hủy hoại người khác mà còn làm giảm giá trị của chính mình. 5. Tự mãn và khoe khoang. Tự mãn và khoe khoang về thành tích hay tài sản sẽ gây ra sự ghen tị, dẫn đến mất phước và gặp phải nhiều tai họa trong cuộc sống. Khi một người quá tự mãn và không biết khiêm tốn, họ sẽ thu hút những điều xui xẻo và làm tổn hại đến mối quan hệ xung quanh. Người khoe khoang về bản thân không phải là người thực sự mạnh mẽ mà là người thiếu tự tin. Vì vậy, hãy sống khiêm nhường, tránh phô trương và chỉ tìm kiếm sự an yên trong lòng. 6. Tôn trọng đạo Phật và kinh thánh. Phật pháp là con đường dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Bất kỳ hành vi xúc phạm hay phỉ báng Phật pháp đều sẽ dẫn đến sự tổn hại lớn về phước báo và sẽ phải chịu quả báo. Những ai không tôn trọng Phật pháp, coi thường những người tu hành sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng. 7. Lãng phí tài sản và tài nguyên công cộng. Lãng phí tài sản và tài nguyên công cộng không chỉ là hành vi vô đạo đức mà còn làm giảm đi phước báo của bản thân. Sử dụng tài sản một cách khôn ngoan, không lãng phí và bảo vệ tài nguyên quốc gia là hành động thể hiện trách nhiệm và nhân phẩm. Khi bạn làm mất phước báo của mình, bạn sẽ cảm thấy khổ sở và khó khăn trong cuộc sống. 8. Sống khiêm tốn và cẩn thận. Mỗi người đều có thể rèn luyện đạo đức và cải thiện cuộc sống qua những hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Nếu chúng ta biết quý trọng những gì mình đang có, sống khiêm tốn, trân trọng tài sản và công sức của người khác, chúng ta sẽ nhận được phúc đức vô lượng. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mỗi người tự giác tu tâm, hành thiện và sống đúng theo giáo lý của Phật. 9. Thực hành phước báo mỗi ngày. Cuộc sống không phải chỉ có tài sản và danh vọng. Phúc báo chính là sự tích lũy từ những hành động thiện lành, từ bi và tôn trọng mọi người xung quanh. Chỉ khi hiểu được nguyên lý nhân quả và luân hồi, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc và không lo sợ nghiệp báo. Kết luận: những bài học trong giáo lý của Phật dạy về đạo đức, tôn trọng và từ bi chính là chìa khóa giúp chúng ta sống một cuộc sống thịnh vượng và đầy đủ phúc đức. Đừng để những hành động sai trái hủy hoại cuộc đời mình, mà hãy làm những điều thiện lành, tránh những hành động xấu để tích lũy phúc báo, sống hòa hợp và bình an. Trên đây là tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên, quý khán giả sẽ nhận được sự trợ giúp và lời khuyên hữu ích. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi hết video. Nếu thấy video này hữu ích, xin đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.